Hello, xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc. Em Ngọc Quang Bắc Giang xin được quay về cái sản phẩm loa B3. Em về được vài chục đôi, 50 đôi. Thì trong đó có mã bát 25 và bát 30 của dòng loa Đức. Đấy, trước màn hình các bác đang xem đây là một lô loa hàng em tuyển chọn zin đét nhé. Lô này là em về em lọc zin, yêu cầu zin em mới nhận hàng. Nó đẹp đến mỹ mãn luôn, nghĩa là nguyên bụi. Các bác cùng xem đấy. Và cái cấu hình này, bát 30 có cả bát 25 nữa nhé. Đây là lô sản phẩm đời bát tép nhập khẩu B3, bát tép nhập khẩu nhé. Đời cao nhất ấy. Đấy, lên này các bác xem này. Đấy, màng các bác nhìn này, màng nó đẹp không? Không gãy cổ dập màng, phẳng tít như này, tất cả đều như này, gần ướt vẫn còn mềm nhũn. Đấy, nó thể hiện cái độ đẹp, độ mới các bác nhé. Đây, bắn tia laser chấm 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 lại. Đấy, keo hồng nhá các bác nhé, rất là xuất sắc và độ đẹp. Đấy, bát 30 các bác thấy chưa. Và Ngọc Quang cũng chia sẻ với các bác rất nhiều về cái dòng loa full karaoke gia đình. Thì B3 là một dòng loa của Đức và được các bác các anh em trên mọi miền Tổ quốc tin dùng nhất. Đấy, dòng loa này các bác sử dụng trong nhà nó có những cái ấn tượng rất hay. Đặc biệt là nó được đưa ra một cái chất âm bát tuyệt vời nhất, mềm và hay. Tép của cái mã sản phẩm B3 này thì nó được sử dụng cấu hình của tép. Đây, các bác cùng xem này, nó là tép gì ạ? Tép BMC, một dòng tép được sản xuất tại Ý, Made in Italia. Tép nhập khẩu các bác nhá. Thế này thì làm gì cái dòng B3 nó chẳng đẳng cấp các bác. Và đặc biệt nó là cái mã sản phẩm này. Các bác nên nhớ là mã sản phẩm này thì nó đưa ra một chất âm tuyệt vời. Và mã sản phẩm này thì các bác biết rồi, em bán rất nhiều. Và cái chất lượng của cái lô sản phẩm về cái mã này thì nó là trong top đầu, nghĩa là mã PRS12 của B3 thì nó được xếp vào trong top đầu của B3. Đấy, đã nói đến B3 nó đã hay rồi, nhưng cái mã sản phẩm này nó đứng top đầu luôn. Đấy, một điều như vậy. Nó là dạng thùng cân nhé, thùng gỗ, các bác yên tâm chơi. Nói chung em bảo lãnh cho các bác, nếu các bác giữ gìn nó chơi đến cả đời luôn. Cái sản phẩm này cực kỳ là chất lượng và bền. Đây, bông tiêu âm của nó đây, bông lông chuột nhé. Đấy các bác này, màu lông chuột rất là dày, từng lớp một. Đấy, thùng vách nó keo nó khủng khiếp không? Không bao giờ lo long vách lở thùng, cực kỳ là chắc. Đây, phần thân nó đây, phần thân này. Đấy, B3 mã sản phẩm này phân tần rất giống B3 C5. Và chất lượng âm thanh thì đối với mã sản phẩm này thì nó cũng như B3 C5 thôi. Nó phải nói là tuyệt vời. Em rất ưng cái lô sản phẩm mới cập bến này. Được sử dụng tép nhập khẩu Italia, sản xuất tại Ý. Đấy, các bạn thấy chưa? Đôi tép này thì nó đắt, phải nói một từ là dã man luôn, cực kỳ là mắc tiền. Nếu các bác mua trên eBay, mua rời một đôi tép này thì nó đắt, chắc chắn là các nói ra cái giá tiền các bác không dám mua, nó quá nhiều tiền. Đây các bác được sử dụng với cái giá thành nó chỉ hơn 10 triệu được cả một đôi loa. Đấy, đây là hàng bãi, các bác lại được sử dụng hàng xịn. Tuy nó là bãi nhưng mà nó cái độ zin, em bao zin 100% cho các bác và độ mới, độ đẹp. Đấy các bác thấy chưa? Thế này thì tội gì mà dùng cái hàng fake, hàng nhái, hàng dởm. Đấy, hàng công ty mà cái loại đặt tên ấy, thì cái này nó chấp nhá. Dòng này nó mới là đẳng cấp này. Các bác lưu ý nhá. Với một mã sản phẩm này giá nó chỉ hơn 10 triệu. Các bác được sử dụng loa xịn sò thương hiệu nước ngoài của Tây các bác nhá, chứ không phải là thương hiệu của Việt Nam đâu nhá. Nó khác hẳn những cái dòng loa đặt tên rồi thì mang tên. Đấy, các bác nên nhớ nhá. Em không muốn nói ở đâu hay là hãng nào, nhưng các bác nên nhớ những sản phẩm bên em lựa chọn và những hàng loa em làm thì đó là dòng loa được quốc tế, được thế giới công nhận.
Đấy, đây lưới sắt của nó thật là tuyệt vời, trong chống bụi này. Đó, tem của nó có thể đây xoay được tem nhé. Đấy, kéo lên xoay được. Đây, nó lại còn dán thêm một cái lớp này bóc đi nhé. Đấy, bên kia nó dán này để nó che cái tên này đi. Đấy, nó dán một cái tem tên thương hiệu khác. Đấy, các bác thấy chưa? Nói chung là cái loa này nó là quá vip, quá vip luôn. Em rất ưng cái lô sản phẩm này, phải nói là tuyệt vời. Dòng loa này để trong gia đình thì không có điểm trừ. Các bác có thể dùng chỉ cần một cặp loa thôi, không cần trầm, không cần súp các bác nhá. Vâng, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc mà em vẫn đăng tải. Vâng, rất vui mừng được cập bến những lô sản phẩm với số lượng rất nhiều, 50 đôi các bác nhá. Đấy, 50 đôi em chuyển vào kho. Đây em lướt tạm để các bác xem và chiêm ngưỡng cái lô sản phẩm bên em. Vâng, trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.